Xin chào các bạn, mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Hôm nay chủ đề của trà bài chung ngày hôm nay đó là thông điệp năm mới 2020. Chúng ta có ba tụ bài của ngày hôm nay như sau: một, tụ bài số 1, tụ bài số 2 và tụ bài số 3. Bây giờ các bạn, mình sẽ cho các bạn một chút thời gian để các bạn lựa chọn nhé. Hãy lựa chọn theo trực giác của mình. Nếu cần thì các bạn hãy dừng màn hình lại hoặc và hít một hơi thật sâu, sau đó hãy lựa chọn tụ bài mà bạn cảm thấy hợp với mình nhất. Rồi bây giờ mình bắt đầu vào tụ bài đầu tiên là tụ bài số 1 nhé. Đây là tụ bài số 1. Mình sẽ bắt đầu này. Trong chúng ta có hy vọng. Hãy open về tất cả những gì chuẩn bị đến với bạn. Nó có thể là thứ âm nhạc mà trái tim bạn luôn mong được nghe. Chúng ta có 10 cốc. Chúng ta có vua kiếm, King of Swords, và chúng ta có Four of Pentacles. Mình cảm giác trước đây nhá, bạn luôn cố thu mình lại, bạn luôn gọi là không dám bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, bởi vì bạn rất là sợ bị tổn thương, nên mình đến đây cho bạn nhìn thấy. Bạn có gì đấy bạn sợ bị tổn thương. Nên là bạn kiểu có một cái sự không cân bằng trong việc cho và nhận. Kiểu như là bạn sống nó hơi khép kín một chút, và bởi vì bạn sợ nếu bạn gặp vấn đề về lòng tin nếu mà bạn cho người khác vào cái vùng an toàn của mình, hoặc là bạn chấp nhận một cái gì đấy mới quá nhanh, thì bạn sợ là mình sẽ bị tổn thương, mình sẽ bị gặp đau khổ về chuyện đấy. Có thể là do quá khứ của bạn đã gặp một cái chuyện đau khổ tương tự rồi. Thế nên đây chỉ là cái cơ chế tự vệ của bạn mà thôi. Tuy nhiên trong năm nay thì mình không cần phải quá lý trí như cái người đàn ông này đâu. Mình cứ kiểu tận hưởng thôi, hãy trôi theo dòng. Giống như là một cái tưởng tượng, giống như là bây giờ bạn đi đâu nhỉ? Bạn đi lướt sóng. Thì nếu mà mình cứ xuôi theo cái con sóng đấy thì mình sẽ lướt được, đúng không? Nhưng mà nếu mình cố chinh phục cái con sóng đấy, mình cố lội ngược dòng, thì mình chắc chắn là sẽ ngã vỡ mặt. Thì tương tự trong tụ này cũng như vậy. Hạnh phúc chắc chắn là sẽ đến với bạn, nhưng mà bạn phải biết mở lòng, bạn phải biết gọi là trôi xuôi theo dòng, nhảy theo điệu nhạc, và mở lòng với những cái gì, bất cứ thứ gì thay đổi đến với cuộc sống của bạn. Thì được rồi, thế bây giờ mình sẽ rút thêm một lá Oracle nữa cho các bạn tụ 1 nhé, để xem còn thông điệp gì không. Compassion fill your world. What you give, you also receive. Thấy chưa? Những thứ gì bạn cho đi thì bạn cũng sẽ được nhận lại. Thế nếu bây giờ mà bạn sống mà cứ như cái người đàn ông trong Four Pentacles này, bạn không chịu cho đi, bạn cứ ôm khư khư tất cả mọi thứ về mình, thì người khác cũng sẽ đối xử với bạn như thế. Có một cái quan niệm đó là những gì mà bạn nhận được trên thế giới này, những gì mà người ta đối xử với bạn chỉ là một cái tấm gương phản chiếu cách mà bạn đối xử với người khác mà thôi. Vậy nên là nếu mà hay đối xử với mọi người theo cái cách mà bạn muốn được đối xử, bạn có muốn mọi người ti tiện, mọi người khó gần với bạn không, thì dĩ nhiên là không, bạn muốn như thế. Thì đây là lúc năm 2020 là lúc để bạn thay đổi cái điều này ở mình nhá. Rồi mình vừa kết thúc xong tụ 1. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like page Magic Shop for Your Soul, và page Facebook và trang Instagram của mình ở dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Rồi bây giờ mình sang tụ 2 nhé. Tụ 2 chúng mình có: bạn đang trong một cái journey, một cái con đường mà chỉ bạn mới biết kiểu đường đi ấy. Chúng mình có lái star, ngôi sao, lá bài của sự hy vọng, Three of Pentacles và Nine of Swords. Thì mình thấy bây giờ là đã đến lúc để mình, để các bạn vùng lên, đã đến lúc để các bạn breakthrough, các bạn ra khỏi vùng an toàn của mình. Các bạn trước đây các bạn luôn kiểu nghe theo, đi theo số đông, luôn nghe theo lời người khác bảo phải làm gì,
thật ra trong các bạn luôn có một cái đam mê, các bạn biết là mình muốn gì, nhưng mà các bạn quá sợ để đi theo cái con đường đấy. Các bạn sợ giống như là con cá lội ngược dòng, bạn sợ mình trở nên lạc loài, bạn sợ mình trở nên quái dị trong mắt người khác. Thì năm nay là cái năm mà các bạn dám bứt phá, các bạn dám đứng lên và sống theo cái đam mê của mình. Dù nó hơi ngông cuồng một chút, nhưng mà hãy giống như một cái anh chàng này, anh chàng hiệp sĩ kiếm này, dù có hơi ngông cuồng và anh ấy lao hơi nhanh, mà có lao nhanh quá thì có thể ngã đúng không? Nhưng mà đây là cái năng lượng mà bạn nên có trong năm 2020. Đây là lúc mà bạn phải ra đi khỏi những cái mối quan hệ cũ, khỏi những cái tình huống cũ mà không còn phục vụ cho bạn nữa. Đã đến lúc để bạn cất cánh bay, bởi vì bạn có đôi cánh đấy, nhưng mà bạn chưa tập bay bao giờ. Nó kiểu như thế, thế nên là bạn rất là sợ. Sợ là nếu mà bạn mình phải bay thì mình sẽ ngã mất. Nhưng thật ra bạn không ngã, vì bạn không hề, bạn rất là giỏi, bạn có tài năng. Chỉ là bạn luôn để cho người khác bảo bạn phải làm gì. Để mình bốc thêm một lá Oracle này cho bạn nhé. Union. Thì nếu khi mà bạn chọn đi theo con đường của bạn ấy, thì sẽ có những người giúp đỡ bạn, sẽ bạn bè, những người thân xung quanh, mọi người sẽ giúp đỡ bạn, mọi người sẽ biết, sẽ tự, nói chung là giống như kiểu đây là những người mà được vũ trụ sắp xếp để tới cuộc đời của bạn và để giúp đỡ bạn. Thì dĩ nhiên là nếu bạn đừng lo về việc là giúp đỡ không công hay là có công. Dĩ nhiên là bạn bè thì giúp đỡ nhau về tình cảm, đúng không? Ý mình là bạn có tài năng, bạn có những cái người bạn xung quanh, những người thân xung quanh sẵn sàng ở bên cạnh bạn và giúp đỡ bạn, thì tại sao các bạn lại bỏ phí cái cơ hội này? Tại sao bạn không tiếp tục tiến lên đi? Và đó là chủ đề chung của năm 2020 nhé. Hãy tiến lên, đừng lo sợ gì cả. Hãy làm tất cả những gì mà bạn muốn và đừng để người khác phải, đừng để người khác ảnh hưởng đến cái tư duy, cái quyết định của bạn. Lá Star nói về hy vọng. Bạn có hy vọng, hãy hy vọng vào một cái tương lai, một cái hiện thực mà bạn muốn đạt được. Dĩ nhiên hy vọng thì phải thêm hành động, nhưng mà trước mắt là mình phải hy vọng đã. Mình vừa xong tụ 2. Các bạn của tụ 2 nhé, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và các bạn hãy tìm một phần mô tả để ủng hộ mình bằng cách là like trang page của mình và trang Instagram của mình ở dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Giờ mình đến với tụ 3 nhé, tụ cuối cùng trong ngày hôm nay. Là Oracle của các bạn là Sacred Space. Hãy tìm thấy cái sức mạnh của sự yên tĩnh và nó tặng, tìm cái bình yên bên trong bản thân. Chúng mình có là The Devil nè, Nine of Pentacles và 10 xu. Mình cảm giác là trong thời gian vừa rồi, trong năm 2019 và kể từ trước, thì bạn hơi bị tập trung cho trong vật chất quá. Nghĩa là bạn bảo bạn là workaholic cũng được, bạn theo đuổi vật chất, bạn bị nghiện công việc, nghiện vật chất. Đối với bạn là nhiều tiền bằng hạnh phúc, thế nên là bạn làm việc liên tục, bạn đi đây đi đó liên tục, nhưng mà bạn bị quên đi cái thời gian ở một mình. Bạn không có thời gian ở một mình, không có cái thời gian để reflect, không có thời gian để kiểu ngẫm lại, để xem mà liệu mình có đang làm đúng hay không, liệu cơ thể mình có chịu được cái áp lực này hay không, liệu tâm lý của mình có đang ổn hay không. Thì trong năm 2020 bạn cần phải biết điều độ lại cái việc đấy. Bạn cần phải biết học cách ở một mình và sắp xếp lại thời gian để có thể ở một mình, để có thể thư giãn. Hãy lên cho mình một kế hoạch để đi chơi, đi du lịch. Nếu một mình hoặc là với một trong hai người, một vài người bạn thân thiết hoặc gia đình của mình thì càng tốt. Đặc biệt là gia đình nhé. Trong năm 2020 chủ đề chung là tập trung vào gia đình và những người thân xung quanh. Đừng có mải mê kiếm tiền, đừng mải mê làm việc quá. Dĩ nhiên làm việc kiếm tiền là tốt, nhưng mà những người xung quanh của bạn thì mình không biết là người ta có thể ở cùng bạn bao giờ, đúng không nào? Tiền thì mình có thể kiếm hôm nay hoặc ngày mai, nhưng mà những người thân xung quanh thì sẽ không ở với mình mãi mãi. Đó là mình phải biết trân trọng các mối quan hệ mà mình vẫn đang có. Rồi bây giờ mình sẽ bốc thêm một lá Oracle nữa dành cho bạn.
Wow. Rebirth, phượng hoàng lửa, tái sinh. Không quan trọng điều gì xảy ra, bạn luôn có thể tìm cái một đôi cánh khác. Vươn lên từ quá khứ, chấp nhận những sự thay đổi tích cực đang tới. Thì mình nghĩ nhá, trong năm này sẽ có một số thay đổi về công việc cho bạn. Dù là thay đổi gì đi nữa thì bạn phải hiểu là vũ trụ đang tìm cách giúp đỡ bạn. Kể cả công việc của bạn nó đang thuận lợi nhưng đùng một phát nó lại không thuận lợi nữa. Đùng một phát bạn bị kiểu đổi việc à? Cũng không hẳn. Đại loại như là có, kể cả tin tức xấu về công việc đi nữa thì bạn cũng phải hiểu là có thể vũ trụ đang muốn bạn nghỉ ngơi. Và đây là thời gian thích hợp để nghỉ ngơi, để đi du lịch. Thế nên dù thay đổi gì đi nữa trong năm tới thì bạn cũng phải hiểu đây là thay đổi tốt dành cho bạn. Hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, đừng có nhìn vào mặt tiêu cực của vấn đề, ok không nào? Rồi vừa rồi đấy là thông điệp dành cho tụ số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy ủng hộ mình bằng cách like trang Facebook và trang Instagram ở trong phần mô tả các bạn nhé. Mô tả ở dưới cái clip này ấy. Xin lỗi mình đụng vào máy quay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye.